Dù đã mất kênh YouTube nhưng di sản của anh ấy vẫn còn. Trong video ngày hôm nay sẽ là hành trình sở 100 trái rồng nhiều nhất Việt Nam của Phi Huỳnh Gaming. Rivenra vừa mới đăng tải thông tin về chiêu thức trái rồng mới với tiêu đề The King Rap, hay còn gọi là tiếng gầm của vua, báo hiệu chỗ update trái rồng đang đến rất gần rồi các bạn ơi. Trước khi bắt đầu video, nếu các bạn là người xem cũ vô tình lướt thấy video này thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao là 500.000 người đăng ký các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để tôi random một phát xem là các bạn đã làm những cái điều đó hay chưa. Nếu các bạn đã làm được hai điều trên thì chắc chắn đây sẽ là một trái mythical. 3, 2, 1, bam. Đồ tồi. Các bạn ắt thật là đồ tồi. Mẹ lo về đăng ký kênh đi nào. Đừng khổ nạn với nhau như vậy chứ. Sau đây là cái suy nghĩ của tôi. Trái Dragon đang được leak thông tin là nó có giá trị là 5.000 Robux khi mà nó được reward ở trên thị trường trading. Ví dụ như 4 trái Kitsune Rương thì sẽ đổi được một cái Perm Kitsune. Tương tự như vậy, 4 trái Dragon có thể đổi được một cái Perm Dragon sau khi mà nó update. Như vậy là 45 trái Dragon này của tôi đang có giá trị xương xương là 55.000 Robux sau khi mà nó được reward với giá trị là 5.000 Robux các bạn nhé. Ở đầu video thì tôi có nói với các bạn là tôi đầu tư xương xương khoảng hơn 200.000 Robux cho cái mớ Perm này. Thì cái video này của tôi sẽ là dùng những trái Leopard hay là trái Kitsune để đổi sang Dragon, cũng như là tôi sẽ dùng một số cái Perm này luôn. Bởi vì cái Perm này mà bây giờ mà đổi được Dragon nếu sau update thì mặt nào đó chúng ta vẫn rất là lời các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ đi tìm những cái deal để đổi trái Leopard hoặc là trái Kitsune hay là trái Mochi gì đó sang Dragon, cũng như là lấy một số cái Perm của tôi, ví dụ như Perm Kitsune, Perm Mammoth và Perm T-Rex để đi chơi luôn, đổi hết sang Dragon để xem là tôi có đạt được 100 trái Dragon hay không nhá, trước khi mà nó tăng giá các bạn ạ. Hiện tại theo thị trường thì tầm 4 trái báu đốm mới đổi được 3 trái Dragon rồi các bạn, do trái Dragon đang được thổi phồng rất là nhiều. Chính vì thế cho nên tôi sẽ lên server Discord của tôi đăng cái deal chơi 4 Leopard qua 3 rồng để xem là con khứa nào chịu chơi không nha. A few minutes later. Sau khi đăng lên server Discord thì có một thằng em ngu ngơ khù khờ của tôi, nó quyết định chơi 4 trái rồng đổi sang 4 chiếc Leopard của tôi các bạn nhá. Đây chắc chắn là một thương vụ mà em có lời. Tin anh. Em nhìn cái số giá tiền 20 triệu berry với cái 14 triệu berry của em đi là em biết thằng nào lời đúng không? Chắc chắn là thôi, em. Ôi, thôi điên ơi, thời nãy nào gọi anh còn Luka. Chẳng Luka vậy mà vẫn có thằng bị lùa, vẫn có thằng bị lùa, vẫn có thằng đồng ý. Mày nhảy ra một phát một tao kiếm mày luôn. Chẳng qua là em muốn phụ anh làm video thôi. Good deal, chúng ta đã hoàn thành deal chơi đầu tiên 4 chiếc Leopard sang 4 rồng. Tôi nghĩ đây là cái lần chơi lời nhất trong video ngày hôm nay các bạn, bởi vì chơi báo đốm bây giờ nó lỏ lắm rồi. Đúng, nếu chơi được một cái gì cả chỉ có thằng Snake Cocoon nó mới chịu chơi tôi đó các bạn ạ. Ok, nói đây. Chúng ta cùng đến với cái deal thứ hai. Một bạn fan của tôi là God Happy, bạn ấy quyết định chơi cho tôi 4 chiếc rồng để đổi lấy cái Perm Bottle của tôi các bạn ạ. Tôi chắc chắn là cái deal này là tôi có lời nha. Nhưng mà cũng tùy thôi các bạn, bởi vì cái Perm Bottle là cái Perm mà rất là thông dụng trong Dog Food, cho nên nó hoàn toàn có thể chơi được 4 chiếc rồng nếu như mà cái người kia họ cần một trái quỷ để di chuyển. 3, 2, 1, yes sir. Tiếp tục là một cái deal nhận được tận 4 chiếc Dragon, toàn là maximum về slot các bạn ạ. Rồi, cảm ơn God Mochi nhá. Đây là một bạn trên server Discord các bạn ạ. À, sân tiện tôi quảng cáo một tí, hiện tại thì cái Discord của tôi đang tuyển thành viên, tuyển đồng đội cày V4 Leviathan. Nếu các bạn nào đang muốn cần trợ giúp cày mấy cái đó thì các bạn tham gia vào Discord nhé. Sẽ có một cái kênh riêng cho các bạn tuyển người để lên V4 hay là săn Leviathan. Cũng như thì tôi đang có giveaway 2 chiếc Kitsune vĩnh viễn. Bạn nào muốn tham gia thì click cái phần mô tả giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết tại sao mà tôi chắc chắn một điều là trái Dragon sẽ có giá 5.000 Robux không? Không biết nữa. Đầu tiên là về cái hình ảnh trái Dragon 5.000 Robux được chính gọi là admin sửa đổi. Cái thứ hai là khi mà các bạn nhấn phím tặng quà, nó sẽ hiện ra một cái dòng chữ là vua của các loại trá quỷ đang gọi là tạm ngừng bán để sửa chữa, vui lòng quay trở lại sau. Đấy, thì các bạn hiểu tại sao nó lại để là The King of the Fruits, kiểu là vua của các loại trá quỷ, thì nó phải có lý do chắc chắn là nó sẽ đứng trên cùng tất cả các trá quỷ, thậm chí là vượt qua Kitsune các bạn nhé. Tôi đang ngồi chiêu chiêu giữa một không gian yên nắng. Hello. Để đợi chờ một cái gọi là một thanh niên chịu chơi cho tôi 8 chiếc Dragon cho một trái Perm Kitsune. Yes sir, chắc chắn là một cái điều lời. Đây này, đây là thằng khứa voi đê này. Điều kiện của hắn ta là tôi hãy bỏ cái Perm Kitsune vào cho nó coi trước. Đấy, sau đó tôi chỉ cần bỏ cái Kitsune đi và tôi bỏ mấy cái tàu lao vô là được nha. Thằng khứa này nó không tin tôi các bạn ơi, cho nên là chúng ta hãy cùng tìm người khác nha. Nó không chịu chơi cho tôi kiểu như là 4 chơi ra gần trước mà nó đòi lấy Perm Kitsune trước. Tôi thì mẹ tính tôi đa nghi cho nên tôi không tin tưởng thanh niên này, cho nên chúng ta sẽ tìm người khác. Rồi,
Thanh niên nào chịu chơi cho tôi là 4 trái rồng đổi lấy 2 trái báu đốm và 1 trái kitsune của tôi. Tôi nghĩ đây là một cái deal mà tôi sẽ không quá lỗ các bạn ạ. Nếu như mà tầm khoảng tầm 1 tuần trước thì 1 trái kitsune sẽ đổi được 4 rồng là cái chuyện rất là dễ dàng. Tuy nhiên bây giờ thì nó không dễ như vậy nữa các bạn ạ. Cái deal này tôi đã phải kêu toàn bộ anh em Shadow Garden tìm cả nửa tiếng đồng hồ mới ra đó các bạn. Và như vậy là hiện tại chúng ta đã có được 57 trái dragon, hơn một nửa đường rồi nhá. 1 kitsune cho 4 dragon. Tiếp tục là một deal 1 kitsune 2 báu đốm cho 4 dragon. Ok, 4 trên 5 lượt chơi. Tôi muốn cố gắng gọi là tìm những cái deal nào mà chơi được 4 trái dragon để maximum nhất nhá. 5 năm. Cho nên là cái khoảng thời gian tìm nó cũng hơi cực một tí các bạn ạ. Rồi, chúng ta đến với cái deal cuối cùng trong ngày hôm nay. Vẫn là 1 kitsune 2 báu đốm để đổi 4 trái dragon. Trời, nhiều báu đốm, đã đến lúc mà tôi phải xài các bạn. Tận dụng tất cả kitsune và báu đốm để đổi toàn bộ lấy rồng. 3, 2, 1. Ok, finally. Hiện tại tôi đã đạt 65 trái dragon chỉ trong vòng đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ các bạn nhé. Đây là một cái tốc độ chạy siêu tốc. Tôi xứng đáng là một thiên tài, một nhà hiền nhân, một cao thủ, một gọi là young talent. Về cái việc trading này thì mới có thể kiếm được những cái điều cực kỳ nhanh như vậy. Các bạn hãy tham gia máy chủ Bi Đại Thần, Discord Bi Đại Thần ngay lập tức để có thể tìm được những cái điều cực kỳ xịn sò như thế. Và bây giờ hết lượt chơi rồi, tôi phải đợi đâu đó khoảng 8 tiếng thì mới có thể chơi tiếp theo. Còn 35 trá quỷ tương ứng với khoảng là ok, khoảng 9 lần nữa là tôi sẽ đạt được 100 trái rồng. Chính vì thế trong thời gian chờ đợi này tôi sẽ cho các bạn thấy được cái sức mạnh của trái dragon. Thằng nào bước ra đây, 5 giây, tôi đếm đến 5 là nó đi. Thằng Mochi này đúng không các bạn? Các bạn muốn thằng Mochi này đúng không? Sao đông thế? Ui sợ quá. Thằng Spirit này trước đi. Má nó không bật BB. 5 này, 4 này, 3 này. Thằng này KS của tôi. Má cái thằng thinh thần này nó KS của tôi. Chết từ nhiệt. Ây da, lại bị KS mất rồi các bạn ạ. Đúng là có bi hình trong server đang yên nắng trở nên đấm nhau ăn toàn ăn hết trơn. Tôi không thể áp dụng được cái định luật 5 giây một người nữa rồi. Cắn trộm. Một thằng. Ha ha. Cửa này biến tộc tinh thần hoài ta. Nó ghiền hay gì ta. Boom. Và đó là sức mạnh của trái dragon hiện tại. Khi được reward thì nó còn bá đạo ra sao hả các bạn. Và vừa rồi tôi đã show cho các bạn sơ qua về sức mạnh bá đạo của trái dragon. Đó là khi nó còn chưa được làm lại. Khi mà nó được làm lại rồi với cái danh xưng là vua của các loại trá quỷ thì nó còn mà bắn tùm lum tới mức nào. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai khi mà những cái lần trade của tôi đã được reset. Bye. The next day. Trời sáng rồi các bạn ơi. Sáng ra thì mình quyết định là mình sẽ ăn một cái deal, đó là deal 8 rồng luôn nha. Really nigga. Với một trái, đó là trái kitsune vĩnh viễn với cái bạn Dazio này. Hello. Tôi không hiểu thằng hứa này nó lấy niềm tin đâu ra mà nó chấp nhận kiểu như là chơi 4 trái rồng trước cho tôi các bạn ạ. Để tôi sẽ đưa thử 4 trái bóng đêm cho thằng hứa này. Sau đó deal thứ hai thì chúng ta mới bỏ trái kitsune vào nhá. Đó. Rồi, để xem thằng hứa này nó có niềm tin đã mất khiến kiếp anh chìm sâu hay không. Ok, điều đầu tiên, điều thứ hai này. Điều thứ hai, tôi out. Đùa thôi, không có làm thế được nha. Làm thế là hơi mệt đấy. Tao hối, nó gấp. Ok, kitsune vĩnh viễn cho 4 trái rồng còn lại. Tổng cộng là 1 cái perm kitsune. Tôi đổi 4 trái rồng vĩnh viễn. Hiện tại thì có thể các bạn sẽ kêu là điều này tôi lỗ, nhưng mà tầm khoảng một chút nữa thôi khi mà nó update thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn các bạn ạ. Bam. Alright, 4 trái rồng ngon slang nâng mức trái rồng lên tới 73 trái các bạn nhá. À bè thằng DB của Huy vào luôn, vào luôn. Đi vào server thường gặp luôn thằng em này. Không biết nó có trái rồng không. Dragon. Đéo cần T-Rex. Dragon, 1 trái rồng, 2 trái rồng. Cái gì nữa? Hai trái rồng thì mình quyết định là không chơi các bạn, bởi vì nó sẽ phí lượt chơi. Mình ưu tiên cái gì đó, 4 trái dragon. Next round. Cryptokuda Perm Bottle for 4 dragon. Sức mạnh của người có nhiều perm, sức mạnh của người sở hữu 200.000 Robux trong cái túi đồ có khác các bạn ạ. Chuyện đi chơi với tôi nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Bam. Yes sir. Lại là một deal. Deal cuối cùng, 1 kitsune 2 báu đốm đổi 4 rồng các bạn nhá. Tôi hết kitsune và tôi cũng hết báu đốm luôn rồi. Gọi là tận dụng hết sức có thể luôn rồi đó. Rồi, chúng ta đã hoàn thành lượt trao đổi là 5 trên 5. Và trá quỷ rồng bây giờ là 85 trái. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ cần khoảng 4 lần chơi. Và đợi 8 tiếng nữa nha.
hẹn gặp lại các bạn sau vài tiếng. Ok, chúng ta tiếp tục quay trở lại với hành trình chơi các bạn. Tôi vừa mới đi ra ngoài về, vừa mới đi chơi về cho nên là mới tắm xong, đầu tóc hơi bù xù, các bạn thông cảm nhá. Đéo. Tiếp tục là một cái bơm bottle đội bốn ra gần cứ otaku anime này mà ở trong cái career của Anya cho Spike Family bỏ bốn trái đồng vào. Dragon please. Ủa, thầy nó có thật sự có thật trên đời không vậy? Tại sao nó hẹn mà tôi vào đây chơi bốn Dragon xong nó im ru, nó đéo bỏ một cái gì vào với các bạn? Có phải nó kiểu như là nó đang mồi nhử tôi nhấn đồng ý xong rồi tranh thủ tôi chợp mắt 10 giây và nó nhấn đồng ý và tôi mất trái perm bottle không? Cái thằng anime otaku này còm ạ. Tôi có hẹn với hai bạn các bạn ạ, top 10 10 mà vẫn là một cái điều bottle cho bốn trái đồng. Đó, đây là thằng em Việt Nam trong server Discord của anh bé. Thằng khứa anime kia nó cảm giác nó lỗ hay sao, nó đang phải suy nghĩ các bạn. Rồi, congratulations, tiếp tục là bốn trái đồng. Ok em dai, anh mới phải cảm ơn em. Phải cảm ơn em. Em không biết là bốn trái đồng này mai mốt nó quỷ đến mức nào đâu. Cho em kết bạn anh nhà, mẹ kết cái. Ok em ơi, anh đã chấp nhận rồi nhá. Rồi, thằng khứa này nó kiểu suy nghĩ đúng rồi đấy. Bốn trái đồng cho một cái perm photo tiếp theo. Accept đi, cho cái đéo gì nữa. Bạn thằng, cái thằng anime này quyết đoán lên. Mày có đồng ý không? Mày nói mẹ một câu chứ mày cứ kiểu mẹ mình mồi nhử tới giờ hơi bực rồi đấy. Mới chơi về ra ngoài đường hơi nóng, mày bụi bay mặt hơi nhiều đang bực hết mình ấy. Mọi đường làm tao nóng nhá. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Lại là một cái perm bottle. Trong video này là tôi chơi đâu đó, đây là trái bottle thứ 5 rồi các bạn ạ. Trái bottle với lại trái Buddha là hai trái gần như là quốc dân nhất trong cái tựa game này. Tuy nhiên thì trong cái video này thì những người pro á, như thằng khứa này nó 30m bounty này các bạn này, thì nó mới cần trái bottle thì nó sẽ lấy cái trái bottle. Còn ví dụ như mấy thằng khứa mà nó cần trái Buddha thì nó lại không đủ 4 trái dragon, khó ở đó đó. Chứ còn lại theo tôi thấy cái trái bottle và trái Buddha là hai cái trái quốc dân nhất rồi, hầu như là ai cũng cần sử dụng. Ví dụ như bạn quá pro giống như tôi chẳng hạn, chắc chắn rồi tôi sẽ sử dụng bottle đéo phải bb mà bottle để di chuyển. Còn nếu như bạn kiểu đang trong một quá trình farm cấp phải cả nồi đánh bốt các kiểu thì chắc chắn rồi bạn sẽ lấy trái bột đà. Nhiều khi cho T-Rex nữa hay là cho Mammoth nữa còn đều thèm mà các bạn. A few minutes later. Lần chơi kế cuối chúng ta đã đạt được 97 trá quỷ rồi các bạn ạ. Và lần chơi cuối cùng sẽ giúp tôi đạt lưu trữ tối đa là 100 trá quỷ Dragon. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam hiện tại các YouTuber thì chưa ai có 100 trái dragon. Các bạn nào biết ai có thì hãy comment xuống phía dưới cho tôi biết nha. Chứ hiện tại tôi thấy là không có đấy. Người mà tôi thấy ác quỷ Free Fire nhất đó chính là thằng em Hùng Akira. Tuy nhiên thì cái nick của nó theo như tôi biết là nó cũng chưa được 100 trái đồng, mới có khoảng 30-40 trái gì hay sao ấy. Yo, đây rồi, thời khắc quan trọng giúp tôi trở thành nhà đầu tư tài ba, kẻ giàu nhất trong thế giới Blockfoot, sở hữu nhiều trái dragon nhất trong thế giới Blockfoot. Chính là thời khắc này. Đồng ý. Tôi không thể nào ngồi yên được nữa rồi các bạn ạ. 5 4 3 2 1 Let's go baby. Một tượng đài, một thuyền thoại trong thế giới trading giúp tôi trở thành người sở hữu được 100 trái dragon các bạn ạ. Có lẽ tôi là YouTuber đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 100 trái dragon. Nếu có sai thì các bạn hãy comment lại cho tôi biết nhé. Cũng như nếu các bạn yêu thích video này đừng quên lại cho tôi một like, bởi vì video này đã tiêu tốn rất là nhiều cái perm vĩnh viễn, rất là nhiều Robux, cho nên các bạn đừng tiếc gì là một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha. Cũng như nếu các bạn muốn mình làm tiếp tập 2 là ví dụ như là 100 trái rồng, 100 mochi, 100 T-Rex hay là cái gì đó thì hãy comment xuống bên dưới. 100 kitsune thì nó hơi khó chào bạn á. Rồi, như vậy đã kết thúc một cái hành trình mình đã sở hữu toàn bộ là 100 trái rồng. Chắc có lẽ tôi là đứng top của Việt Nam rồi. Mấy người khác mấy trăm trái đến 1000 trái, tôi nghĩ 99,9% là Photoshop đấy các bạn ạ. Và như mọi khi, nếu các bạn yêu thích video này đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình ra video sớm nhất các bạn nhá. Cũng như nếu các bạn có nhu cầu tham khảo Blockfoot tập V4, Dragon Rương, Kitsune các kiểu, đã bị để thần drop thì kéo số phận bình luận ở mô tả mình có ghi ở đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.